Ngơi đang ăn cơm hả cô chú? Mấy chú chào mấy con nha. Mấy đứa ơi. Chàng ơi, chàng là tới 8 đứa y như là lời bà con nói luôn hả cô chú? Là mình có mấy cháu chú? Là 8 cháu luôn hả? Đây điểm là cái này là con của cô với chú hay sao? Cháu cái nội cha nó mắc rồi bỏ lại nuôi. Cháu không hả? Chàng ơi, con thấy có cái đứa đứa nhỏ cô đang bồng nữa kìa. Cháu nội cha nó chết thôi chú. Chàng ơi, chàng con tưởng đâu là con của cô không chứ. Rồi mấy đứa nhỏ ăn cơm với gì vậy cô chú? Ăn cơm với ba rau luộc cô chú ơi. Cơm với rau luộc với nước mắm kho quẹt. Chàng ơi, chàng. Rồi sao không có đồ ăn sao mà có? Cái này có bằng đâu ra tiền này chú ơi, cũng như một quẹt sống qua ngày. Trời ơi chú, như vậy đó, ăn cơm là 8 đứa nhỏ này con thấy nó quẹt, nóng lạnh luôn kìa. Mấy đứa con ơi, ngon lắm gì ta? Mấy đứa con ăn cơm này ngon không? Ngon. Rồi con ăn khu quẹt này, ông ngoại có từng mua cho mấy đứa con miếng thịt nào không? Con không có tiền hả? Nhà đứt ruột ở trong nhà. Con cũng không có tiền nữa hả con? Ừ, con trai áo đỏ ơi, con tên gì? Con tên Bình. Con tên Bình ha. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè, cha con đâu? Cha con chết rồi. Cha con mất rồi hả con? Dạ. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con bỏ rồi, con lấy chồng khác rồi. Mẹ con bỏ đi lấy chồng khác rồi hả? Rồi hồi đó tới giờ mẹ con có về thăm con không? Mẹ con có mua sữa, mua bánh gì cho con không? Không. Ừ, tội nghiệp quá. Rồi con có nhớ mẹ không? Không. Nè, giờ con nói với chú là cha con mất rồi á. Rồi cha con á, con có nhớ cha con không? Có. Có khi nào mà con khóc vì nhớ cha không? Là bữa đó như thế nào đâu, con kể cho chú với quý vị khán giả được biết đi, bữa đó sao mà con khóc? Đó con nhớ cha, khóc. Rồi con thấy cha con về hả gì? Dạ. Cha con về thăm con hả? Dạ. Rồi con khóc hả? Dạ. Chàng ơi, là cô ơi, là cha cháu mất bao lâu rồi cô? Mới có giáp năm mà. Năm 2 tháng 8 rồi á. Rồi sao con không thấy cái bàn thờ? Có bàn thờ không? Không, bị gì đưa nó vô chùa. Trời ơi, tại sao mà đứt cuộc chứ chàng? Có cháu mà còn có con. Bị gì nó còn nhỏ quá à. Không có cho nó thờ, cha nó đưa cha nó đi vô chùa. Là cha của cháu này dạ. Là mất rồi mẹ cháu thì bỏ đi lấy chồng khác hả cô? Mẹ cháu nó bỏ đi lấy chồng khác rồi, đâu có lo được cho nó đâu. Bởi vì đưa cha nó đi vô chùa. Rồi cái này là một đứa hay sao cô? Đây ba đứa lận. Là ba anh em ruột hả cô? Ba anh em ruột của nó. Là đâu với đâu cô? Thằng này. Dạ. Nhỏ này chứ thằng này là thằng lớn. Còn nhỏ xíu luôn kìa. Chứ nhỏ xíu nữa nè. Mà nỡ đành nào mẹ bé bỏ luôn hả cô? Mẹ bé bỏ luôn, là đẻ ra hồi cái lúc tháng gửi là bỏ luôn, tới giờ không có ngàn gì tới, không có điện đài gì hết, không có gì hết, bỏ luôn. Bỏ đi lấy người khác hả cô? Dạ. Con trai ơi, con cho chú hỏi thăm nè. Rồi mẹ con bỏ con như vậy á, con buồn không? Con không buồn hả? Rồi con cho chú hỏi nè, con ở với ông bà nội đó, rồi ông bà nội cho con ăn cơm với gì? Trời ơi. Ông nội hết tiền hả con? Dạ. Là cho con ăn cơm với kho quẹt hả? Dạ. Là con ăn cơm với kho quẹt bao lâu rồi? Lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Rồi con thèm ăn thịt với cá không? Quên rồi. Con quên hả con? Dạ. Ăn kho quẹt với cá. Thanh Trúc, bữa nay với Ngôn thì có cô chú chia sẻ một cái hoàn cảnh là có 8 đứa nhỏ mồ côi sống với bà ngoại, với ông ngoại thì ở dưới cái nhà dưới mé sông đó cả nhà. Thì cả nhà mà nhìn coi nè, đang ăn cơm á, thì mấy anh em đang cũng lại bữa nay cũng tình cờ thôi, thì để coi sự việc như thế nào.
Thanh Trúc với Ngô và vô và tìm hiểu nha. Mời cả nhà. Mình thấy ăn cơm á. Dạ. Mấy anh em con gửi lời chào cô chú ạ. À? Chàng ơi đang ăn cơm hả cô chú? Mấy chú chào mấy con nha. Mấy đứa ơi. Chàng ơi, chàng là tới 8 đứa y như là lời bà con nói luôn hả cô chú? Là mình có mấy cháu chú? Là 8 cháu luôn hả? Đây đi. Là cái này là con của cô với chú hay sao? Cháu cái nội cha nó mất rồi bỏ lại nuôi. Cháu không hả? Cháu không cái nội. Chàng ơi con thấy có cái đứa chơi, cái đứa nhỏ cô đang bồng nữa kìa. Cháu nội cha nó chết rồi chú. Nè. Chàng ơi chàng con tưởng đâu là con của cô không chứ. Rồi. Ủa rồi mấy đứa ăn mấy đứa nhỏ ăn cơm với gì vậy cô chú? Ăn cơm với ba rau luộc cô chú ơi. Cơm với rau luộc với nước mắm kho quẹt này cũng được. Chàng ơi chàng. Rồi sao không có đồ ăn sao mà có cái này có bằng đâu ra tiền chú ơi, có nghe quẹt quẹt sống qua ngày. Trời ơi chú như vậy đó ăn cơm là 8 đứa nhỏ này con thấy nó quẹt nóng lạnh luôn kìa. Mấy đứa con ơi. Ngon lắm vậy ta. Mấy đứa con ăn cơm này ngon không? Ngon. Rồi con ăn kho quẹt nè. Ông ngoại có từng mua cho mấy đứa con miếng thịt nào không? Con không có tiền hả? Nhà đứt ruột ở trong nhà. Con cũng không có tiền nữa hả con? Chàng ơi chàng, như vậy là chú là cho mấy cháu nó ăn cơm kho quẹt với rau gừng này là bao lâu rồi chú? Con tháng mấy năm nay chú rồi, tại có giờ ngưng đi bằng đó. Dạ. Không cần vô ra rồi. Kho quẹt cũng có mà kiếm cá vào lòng tâm cũng kho quẹt cũng ăn nữa quẹt. Chú nói với con là ngưng làm là chú làm cái gì? Có như đất đường gò mà dậm lúa rồi chú. Ngại như chú. Có bằng đâu. Ngày có 100 gữ, 106. Vậy là chú là đi làm ngày, còn cô là phải là phải đi giữ mấy đứa nhỏ hả? Giữ mấy nhỏ. Rồi thấy thường thường là cô. Thấy thường thường á là giữ 8 đứa này không có nổi đâu nha. Dạ. Yếu yếu là giữ không nổi đâu. Rồi cô chú cho con hỏi thăm nè. Rồi mình không có đất hay sao mà cắt nhà ở dưới mấy sông nhỏ xíu vậy cô chú? Không có ở đậu đâu chú ơi. Đất mình ở đậu người ta. Là ở đây là mình ở đậu hả? Dạ, ở đậu. Rồi. Với lại là cô, ở dưới sông á là mấy đứa này nó biết lội chưa cô? Có số thì biết lội, có số thì chưa biết lội. Ở dưới mấy sông này nó nguy hiểm lắm á. Con thấy nè, chàng ơi. Chàng ơi ăn cơm với kho khô quẹt là thưa quý vị khán giả. Mà với rau gừng nè. Mà mấy đứa nhỏ ăn coi nè quý vị khán giả ơi, quá thèm luôn rồi. Chàng ơi chàng đứt ruột quá. Rồi mấy đứa ăn này chúc cho chú ăn nữa nghe. Chú cho con hỏi thăm nè chú. Rồi 8 đứa này là cháu của cô với chú. Nhưng mà cha mẹ của cháu đâu? Cha mẹ hả? Và cha mẹ của mấy đứa nhỏ nè. Cha nó mất rồi trong hè đó, mẹ nó bỏ ra đi là lúc cha nó chết nhỏ này còn trong bụng nè. Thành ra có tháng mấy là mẹ nó bỏ đi nuôi luôn bây giờ. Bỏ là bỏ đi đâu chú? Bỏ về quê nó. Rồi mấy đứa này á thì con trai út mà vợ nó bỏ nó nữa rồi. Vợ bỏ nó, bỏ cha nó, giờ bỏ là ba đứa con rồi. Rồi cô với chú sống cái cảnh là ăn kho quẹt như vậy nè. Rồi những người con của cô với chú không gửi tiền về sao? Rồi có chú phải gửi luôn mừng lắm. Không gửi luôn hả? Dạ không có. Phải gửi tiền cũng mừng lắm, không gửi đồng nào không điện liên lạc gì hết. Chú ở đây là mấy anh em con á quay hình lên là con của chú á sẽ nghe được và con dâu con gửi gì không biết cũng xem được. Chú nói có chính xác hả chú? Không chính xác luôn. Trời ơi, chú cũng nói thiệt nha cả nhà. Không chính xác luôn, chú quay thử có không thiệt. Tôi nói đâu là chú có mấy người con? Có ba người con à. Ba người con mà chẳng lẽ không được một người con nào có hiếu sao? Thằng trai lớn thì mà nó mất rồi đó, còn thằng đứa gái thì nó đau chồng nó cũng mằng nó mằng chắc lâu lâu rồi về cũng chịu thôi chịu. Ừ. Còn thằng trai út thì vợ nó bỏ ba đứa con dọc. Chàng ơi chàng. Cha nó thì đi biển lâu lâu rồi về đi cả năm trời rồi về 2-3 triệu ạ. Như cái này là không phải là một cháu của chú mà nhưng mà 3-4 người con. Dạ. Rồi đứa con bị chồng bỏ rồi chồng chết rồi giao cho chú vậy đó hả? Dạ. Nóng lạnh nè.
Chàng ơi chàng. Cũng ba đứa chứ không phải đứa một mà để cái gì. Rồi chú cho con hỏi thăm này, mấy đứa nhỏ này có đi học gì không? Không có học chứ làm sao lo nổi. Là 8 đứa này không đứa nào đi học hết hả? Nó tiền mà lo ăn uống mà không có kịp ăn ăn khô quẹt làm sao tiền nó đóng tiền trường tiền nó mua tập viết. Cái này chú, cái này theo 8 đứa này á là một buổi gì đó là cô chú nấu mấy mấy lon? 7 lon gạo. Là 1 ký mấy? Chàng ơi. 1 ký mấy gạo. Rồi là 1 ngày là 2 ký hả? 1 ngày là 2 ký mấy gạo. Nóng lạnh luôn. Chàng làm ngày là 14 lon. Ông ơi nghe thấy là Thanh Trúc với Ngôn mới vô là thấy mấy cháu ở đây á. Nói chung á là không biết ăn thịt ăn cá không biết làm sao chứ khu quẹt là mấy đứa nhỏ này là nó ăn cơm ngon lắm. Chàng ơi chàng coi kìa. Ăn thương quý viên dạ. Thấy thương luôn quý viên dạ chàng dạ. Ơi. Có khi nào mấy đứa cháu chú nói là con ăn khu quẹt ngán không? Không. Là coi ăn đấy chứ không ngán gì. Nè mấy con nè, nói thiệt cho chú nghe nè, rồi ăn ông ngoại mà cho không tiền á, cho ăn khu quẹt á rồi có ngán không? Ừ. Rồi như vậy là 8 đứa nhỏ là không có đứa nào đi học hết. Rồi hôm nay là cô với chú là thất nghiệp. Ừ. Cô chú cho con hỏi thăm nè. Rồi 8 đứa nhỏ như vậy nè. Rồi cô với chú là hai người đi làm hay là một người đi làm rồi một người giữ nhỏ? Coi như đưa đàm mà bỏ nhà giữ nhỏ này nó mới nhỏ bỏ thôi không đâu được. Ừ. Bằng như thì sống như sao giờ. Rồi thí dụ như người ta kêu hai vợ chồng bằng rồi sao? Đúng rồi. Chàng ơi chàng. Rồi là đã cô với chú á, có khi nào mà suy nghĩ là buồn giờ nằm đêm suy nghĩ mà tại sao mình khổ con rồi bây giờ cháu nữa không cô chú? Có chứ. Mình hồi nào giờ mình nuôi con đã nuôi con tới ngày trưởng thành rồi sao cùng quay lại nuôi cháu nó cũng buồn á. Dạ. Tại mà mình nuôi nó lớn nó nuôi lên mình cũng đỡ một chút. Dạ cô nuôi chú. Trả lại nuôi con nữa cái thấy gối. Hờ cô chú. Cô chú biết sao không? Mình cũng lớn tuổi rồi giờ nuôi ngược lại nó nữa. Thành ra nó khổ. Dạ. Cô chú biết sao không? Mấy anh em con á là được sự giới thiệu của bà con hàng xóm láng giềng nè. Mới biết được hoàn cảnh của cô chú á. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em con đến đây á để giúp đỡ cho gia đình mình. Dạ. Dạ. Thôi cô với chú cho mấy anh em con xin phép gắn cái thiết bị âm thanh vô. Để mình cùng trò chuyện chút xíu ha. Dạ. 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 Ừ. Con trai áo đỏ ơi. Con tên gì? Con tên Bình. Con tên Bình ha. Dạ. Con cho chú hỏi thăm nè. Cha con đâu? Chết rồi. Cha con mất rồi hả con? Dạ. Rồi mẹ con đâu? Mẹ con bỏ rồi. Lấy chồng khác rồi. Mẹ con bỏ đi lấy chồng khác rồi hả? Dạ. Rồi hồi đó tới giờ mẹ con có về thăm con không? Mẹ con có mua sữa mua bánh gì cho con không? Không. Ừ, tội nghiệp quá. Rồi con có nhớ mẹ không? Ừ. Nè giờ con nói với chú á, là cha con mất rồi á. Rồi cha con á, con có nhớ cha con không? Có. Có khi nào mà con khóc vì nhớ cha không? Có. Là bữa đó như thế nào đâu con kể cho chú với quý vị khán giả được biết đi. Bữa đó sao mà con khóc? Đó con nhớ cha. Khóc. Rồi con thấy cha con về hả gì? Dạ. Cha con về thăm con hả? Dạ. Rồi con khóc hả? Dạ. Chàng ơi là cô ơi. Là cha cháu mất bao lâu rồi cô? Mới có giáp năm mà. Năm 22 rồi. 22 tháng 8 rồi á. Rồi sao con không thấy cái bàn thờ? Anh có mẹ em có. Có không? Bàn thờ không? Không, bị gì đưa nó vô chùa. Trời ơi. Tại sao mà chàng, đứt cuộc chứ chàng. Có cháu mà còn có con nữa. Vì nó còn nhỏ quá à. Không có cho nó thờ cha nó đưa cha nó đi vô chùa. Là cha của cháu này dạ. Là mất rồi mẹ cháu thì bỏ đi lấy chồng khác hả cô? Mẹ cháu nó bỏ đi lấy chồng khác rồi đâu có lo được cho nó đâu, bởi vì mới đưa cha nó đi vô chùa. Rồi cái này là một đứa hay sao cô? Tới ba đứa lận. Là ba anh em ruột hả cô? Ba anh em ruột của nó. Là đâu với đâu cô? Thằng này. Dạ. Nhỏ này chứ thằng này là thằng lớn nè. Còn nhỏ xíu luôn kìa. Chứ nhỏ xíu nữa nè. Mà nỡ đành nào mẹ bé bỏ luôn hả cô? Mẹ bé bỏ luôn là đẻ ra hồi cái lúc thân gữ là bỏ luôn tới giờ. Không có ngàn gì tới, không có điện đài gì hết, không có gì hết, bỏ luôn. Bỏ đi lấy người khác hả cô? Dạ. Con trai ơi,
à, con cho chú hỏi thăm nè, rồi mẹ con bỏ con như vậy á, con buồn không? Con không buồn hả? Ừ. Rồi con cho chú hỏi nè, con ở với ông bà nội đó, rồi ông bà nội cho con ăn cơm với gì? Chàng ơi, ông nội hết tiền hả con? Dạ. Là cho con ăn cơm với kho quẹt hả? Dạ. Là con ăn cơm với kho quẹt bao lâu rồi? Lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi hả? Dạ. Rồi con thèm ăn thịt với cá không? Quên rồi. Con quên hả con? Dạ. Ăn kho quẹt với con quên hả? Ừ, rồi con trai ơi, cho chú hỏi nè, rồi con có đi học gì không? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi con biết không? À, chàng ơi, bé năm nay bao nhiêu tuổi hả bà? Bé năm nay 5 tuổi rồi. À, chưa đâu. Cô ơi, nhưng mà tám đứa cháu mình á, không cho đi học rồi là không rồi mấy cháu nó không biết chữ rồi sao cô? Không biết chữ cũng gắng chịu chứ biết làm sao giờ, đâu có tiền đâu mà lo cho cháu đi học hết 8 đứa. Rồi bé trai lớn này biết chữ không cô? Trai lớn này thì biết. Rồi cái thằng kế này nữa cô. Thằng kế đó là dốt luôn. Sao cô không cho đi học đi, đâu có tốn nhiều đâu. Không có tiền mua tập viết chú ơi, nó không có lo. Một đứa là 2 triệu mấy thôi mà đâu có tiền đâu mà để lo cho cháu hết trong vòng 6 đứa này đâu. Trời ơi, rồi bóp bụng rồi chịu cho cháu mình vậy luôn. Chứ sao giờ? Nhưng mà cô có biết rằng nếu mà cháu mình nó không có chữ nghĩa thì chừng nữa ra đường là thua người ta không cô? Biết cho biết vậy chứ, nhưng mà không có khả năng lo cho cháu được, cũng buồn lắm chứ. Chàng ơi chàng, chú xin chào con nha. Con cho chú hỏi thăm nè, cha của con đâu? Cha con đi mằng xa rồi. Cha con đi mằng xa hả? Dạ. Nhưng mà có về thăm con không? Không. Lâu chưa con? Lâu rồi. Chàng ơi, rồi mẹ con đâu? Mẹ con đi lấy chồng khác rồi. Nữa hả chú? Là con bé nói thiệt không chú? Thiệt. Là mẹ cháu cũng bỏ đi lấy chồng khác nữa hả? Chồng khác rồi, cha anh đi cũng có năm nay chưa về nữa. Chàng ơi, rồi con nhớ mẹ con không con gái? Không. Còn cha con? Nhớ cha. Nhớ cha nhiều không? Chắc có lẽ là mẹ bé bỏ cho nên dứt bỏ lâu quá cho nên bé không có nhớ ha chú. Con có mấy chị em? Con có 3 chị em. Là ở đâu đâu chỉ cho chú xem con? Anh Hai. Hoàng. Em Hoàng. Hoàng Trọng. Em Hoàng đâu, em Hoàng lại cho chú coi quay ba người coi. Em Hoàng. Cái anh Hai đó. Anh Hai con. À như vậy đây là anh Hai con ha. Dạ. Còn con là chị ba. Dạ. Rồi tới em Hoàng. Dạ. Là cha thì bỏ đi làm ăn xa không quay về luôn. Dạ. Còn mẹ thì bỏ lấy chồng khác rồi. Rồi con không được đi học, con buồn không? Buồn. Con muốn được đi học không? Buồn. Khi mà con thấy mấy bạn của con á đi học á là chạy xe ngang con á, là lúc đó con cảm thấy như thế nào? Con thấy á là con muốn á là muốn đi học để con biết chữ, kể mai mốt á con đi đâu mà đã hỏi thì con biết. Là con muốn được đi học để con được biết chữ ha. Dạ. Còn anh Hai, anh Hai cho chú hỏi thăm nè, anh Hai có muốn được đi học không? Thiệt không? Dạ. Rồi con muốn được đi học để làm gì? Đi học để biết đi làm kiếm tiền chi? Kiếm tiền lương thôi. Chàng ơi chàng, cũng có hiếu quá ha chú ha. Mấy đứa nhỏ đây xót quá. Rồi ở bên đó là sao nữa chú? Bên đó là cháu ngoại rồi bé trai lớn này là cháu ngoại luôn ha. Là hai anh em ha. Rồi mẹ bé đâu chú? Mẹ nó mằng thối. Rồi cha con đâu? Con trai, cha con đâu? Cha con kìa. Cha con đâu cháu? Cha con đi biển hả? Là cha cháu đi biển hả chú? Đâu có. Là cha cháu đâu chú? Cha đi thành phố. Cha bỏ hả? Là cha bỏ. Cha bỏ từ khi nào chú? Bỏ từ mấy năm rồi. Bằng con bé này nè. Ừ. Chàng ơi chàng. Là cái người con trai, cha lớn ơi. Cho chú hỏi nè, rồi cho chú hỏi á, rồi cha con đâu? Cha con bỏ mẹ con đi làm trên thành phố rồi. Nhưng mà con nhớ cha con không? Dạ không.
Rồi cha con hồi lúc bỏ đi tới giờ có về thăm con không? Dạ không. Có gửi tiền cho con không? Dạ không luôn. Không dòm ngó tới con luôn. Rồi bà nội con đâu? Sao con không về thăm bà nội? Bà nội con đâu? Không biết con bà có nội biết không? Bà nội không? Chưa từng biết bà nội luôn hả con? Bây giờ cho mấy chú hỏi thiệt nha. Rồi như vậy đó. Rồi con có ha buồn cha con không? Cô chú ơi, thôi bây giờ như vậy ha. Bây giờ mình tạm thời ngừng ăn cơm đi. Để một chút nữa mấy anh em con sẽ hỗ trợ tiền cái mình mua đồ ăn cho mấy đứa nhỏ ăn ha. Dạ, rồi mình ngừng ăn cơm cho mấy anh em con hỏi thăm chút xíu nha. Cô dẹp mấy cái chén vô ha. Rồi xong rồi cho mấy anh em con trò chuyện tí ha cô. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè. Thì ngày thường là cô với chú là làm công việc gì để mà lo cho các cháu cô chú? Nói chung ra thì gia đình cũng khổ. Ai mướn gì làm nấy, nhiều gió cỏ, dầm lúa rồi chú. Đừng có cái số tiền đừng nuôi con cháu. Ừ. Đây không có bằng ruộng, mình thuê vậy. Nhưng mà cô chú cho con hỏi thăm nè. Rồi mình nhổ cỏ, dầm lúa như vậy đó. Là người ta đâu có mướn điều đâu. Rồi làm sao mà đủ để xây sở cho cuộc sống? Nói chung ra thì dầm có 2-3 ngày, nghỉ 2 ngày. Rồi con không đủ, con như cô bác rồi thương tình cho 5-10 ký gạo rồi đó. Cũng lo cho con cháu sống hàng ngày chứ cũng... Thì có nhiều ít con cháu cũng xuống nhau ăn chứ biết sao giờ. Có cái bữa nào mà nhà mình hết gạo luôn không chú? Thì hết gạo thì chắc có thể là cũng chìm chờm hết gạo cũng mua triệu được. Có như mua triệu rồi vài bữa trả nó mặn được trả lại. Nhưng mà con nghĩ rằng nếu mà chú mua triệu thì cũng chỉ được một vài lần thôi. Dạ. Chứ người ta đâu cho mình triệu hoài. Thì mua lần không có tiền trả thì người ta đâu dám bán nữa. Ừ. Rồi lúc đó rồi làm sao mà chú xây sở cho 8 đứa cháu của mình ăn uống chú? Thì con quạt quẹt sống với sao rồi chứ nhắm bời xong rồi nấu cháo nấu ra luộc rau rồi súng nhau sống với sao giờ. Chàng ơi. Bây giờ là như vậy sao rồi lo cho nó nổi mà mướn. 8 đứa, con nghĩ rằng nội tiền gạo thôi là mệt rồi. Chứ đừng nói tính tiền đồ ăn rồi tiền sữa nữa. Tiền đồ ăn thì nói chung ra đi kiếm cá, kiếm cua, kiếm đồ cá làm tông rồi khô quẹt khô quéo ăn. Chứ đâu có tiền nào mua đâu có đủ ăn đâu. Đâu đang quản bình. Đi kiếm cua, kiếm ốc rồi xúm nhau kho, xả ớt rồi xúm nhau ăn chứ đâu có tiền nào mua cá, mắm. Rồi đứa nhỏ này bú sữa nè. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè. Khi mà cái lúc mà chú một ngồi một mình á, mà chú nhìn thấy là mấy đứa cháu mình á nằm lăn lóc trên cái nhà rất là nhỏ này nè chú. Yeah. Rồi không có điện nước gì hết. Rồi lúc đó là trong lòng của chú là cảm thấy như thế nào? Trong đường thẳng chú. Lúc đó là nó mất tôi ra luôn. Tại vì mình phải năng lo không có nổi con cháu đồng nghiệp nó. Nó không ngại nó đây mà nó mất tôi rơi. Chứ hoàn cảnh cũng khổ lắm chú ơi. Dạ. Con cháu thấy cái cảnh gì mình thấy cũng khổ mà lo không nổi. Con nhờ như anh em cô bác rồi cho người bịch sữa hay bịch sữa cho đứa cháu uống. Nói chung ra thì cũng đau lòng lắm. Mà mình không biết làm sao mà ra tiền mà để lo cho con cháu. Dạ, là nửa đêm là chú nhìn cảnh cháu mình là chú rơi nước mắt nha. Chàng ơi chàng. Tội nghiệp cho chú. Có khi nào mà chú nghĩ là giống như là đến đường cùng là mình phải lội đi xin để cho cháu mình có gạo ăn không chú? Người xin thì chưa có xin mà như nhà anh em mà đã thương tình đó, người ta cũng xin giùm. Dạ. Dạ, người ta xin giùm mà đem vô đây cho. Xin cái đó là chỉ là mới xin của từ thiện thôi hay chú ha? Dạ, bên từ thiện. Là bình thường là chú với cô là đi xin từ thiện luôn hay là chỉ mình nên chú thôi? Xin bên từ thiện có nên đâu à. Là như không gạo đó, nói băng thì thiện rồi cho chục ký gạo. Dạ. Mấy đứa này sống rồi mình mặn bù thêm nữa. Rồi giờ cũng ở không có mặn được gì đâu, ai muốn mặn gì vô tiền đâu. Là chú thất nghiệp là bao nhiêu lâu nay rồi? Cũng rồi 2 tháng nay.
hai tháng nay là không ai mướn gì hết trơn hả chú? Không ai mướn mặn hết chú. Nhà đi quạt quẹt đi kiếm cá, kiếm mắm là cho nhỏ ăn đỡ, chứ đâu có tiền mua. Sao thật sự mấy anh em con khi mà bước vào căn nhà của cô chú á, yeah, thì nhìn thấy tới 8 đứa trẻ. Thật sự là mấy anh em con không tin vào mắt mình luôn. Làm sao mà cô với chú là đã lớn tuổi rồi mà có thể gồng gánh nuôi 8 đứa trẻ được, thật là giống như là rất là hay luôn. Cô ơi, khi mà cô giữ mấy đứa nhỏ nè, dễ không cô? Dễ, mấy đứa nhỏ thì nó cũng dễ chứ không có khóc la gì. Mà đi mặn thì giao cho nó ở nhà, nó giữ con, giữ cháu, giữ em cho đàng hoàng. Vừa gào là hết trơn, đâu có thả lỏng gì đâu. Mình có ở nhà thì thả lỏng, đi tới lui rồi. Còn không có thì gào lại hết. Đi mặn, kiếm sống, mua sữa đồ cho nó. Là hồi xưa là cô với chú là ở có đất liền không? Có ở trên, có nhà đồ không cô? Không, không có đất, ở đậu người ta. Là hồi xưa tới giờ luôn hả? Dạ. Trời ơi. Đất đâu, ở đậu với mấy xăm chứ đâu có đất trên ruộng, trên đồng gì đâu. Rồi tối là không có điện đài gì hết. Không, có điện đài chứ mình đốt gì. Đốt bằng dầu, còn đèn dầu nhánh. Ờ, đốt bằng cái đèn dầu như vậy đó. Này, có đèn dầu. Dạ, dạ, con thấy rồi, con thấy. Đốt là lét, là lét. Rồi quạt gió không làm sao chú? Đây đâu có điện không. Có chỉ có đèn dầu, đâu có quạt gió gì đâu. Nhưng mà mấy đứa cháu á thì nó còn quá nhỏ đi, dạ, rồi nực nội giống như là trời gì, hầm đó, rồi làm sao mà mấy cháu nó có thể ngủ? Nó nực quá. Nghe chung ra cũng quen chú ơi vậy, chứ không có quạt sao giờ phải chịu sao giờ. Giờ nó cởi áo ra. Tối cởi áo thằng nào nó cởi áo nằm chờ queo, nghĩa quen rồi. Giờ hỏi còn không có. Chàng ơi, khi mà con nhìn vào căn nhà hả chú? Rồi cái bếp cũng nằm gọn ở bên trong luôn, dạ. Rồi chỗ mấy cháu nó nằm cũng gọn luôn, dạ. Bếp mà nấu bằng củi không chú ơi đó. Ừ. Rồi mấy cháu nằm đây, đằng đây tôi quá nằm trên này. Rồi khói, khói nó lồng vô nhà rồi làm sao mấy đứa nhỏ chịu nổi? Thì gắn chịu sao vậy chú, giờ sao giờ vậy? Thằng ơi, khổ thân quá quý vị khán giả ơi. Nói chung là chú thấy hiện tại thì chú cho con hỏi thăm nè, khi mà mấy đứa cháu nó đó thấy xe kem xe bánh rồi đó, mà trong khi chú thất nghiệp á, không có tiền trong túi đó, mà con nghĩ rằng con nít thế nào nó cũng sẽ bu lại, rồi lúc đó mình như thế nào chú? Sao giờ thì con cháu nó gặp ai bán bánh kẹo thì nó cũng chạy ra mừng, mà mình không có tiền lấy gì mua cho con cháu ăn. Yeah. Thì la gầy nó thôi con ơi, nào có tiền ông nội mua cho con ăn chứ bây giờ không tiền lấy gì mua. Rồi mua triệu lẽ không, mua triệu lẽ không trả cô bác ra sao. Thì la gầy nó thì vô chứ có đâu. Nhưng mà lúc đó là chú phải cắn răng bóp bụng á, rồi cái cảm giác của chú như thế nào? Thì phải chịu cho con cháu vậy, rồi mình phải buồn, không có tiền mua bánh trái con cháu ăn mình cũng buồn. Rồi làm sao có tiền mua cho con cháu nội mà lo cơm gạo nó ăn hàng ngày đó, còn là không kịp đó, tiền nó mua cho bánh. Yeah. Yêu cầu cho no hàng ngày mà cơm gạo no hàng ngày nó mừng rồi. Vì bánh trái nữa, giờ ăn sống hàng ngày, ngày hai cỡ cơm là được rồi. Cho nó no bụng mình cũng mừng. Với cái cuộc sống khổ cực như vậy đó chú, rồi chú sợ nhất điều gì chú? Dạ. Với cái cuộc sống khổ cực khó khăn như vậy đó chú, rồi chú sợ nhất điều gì chú? Sợ nhất là một là cái bệnh hoạn, hai nữa là sợ bệnh hoạn là ưu tiên, hai nó đối khác thôi chứ không có sợ gì. Là bộ chú từng có trải qua bệnh rồi hay sao mà chú sợ dữ vậy? Có mới được khám bệnh qua rồi mới gì. Là tại chú vì, chú bệnh rồi sao đi làm được mà nuôi mấy đứa nhỏ? Thì chừng nào hết bệnh thì đi làm, mới sao giờ khỏe khỏe cái làm. Chàng ơi chàng. Chứ chung ra thì đi mướn, chứ nếu mình không bằng lấy nuôi con cháu. Đặc vụ anh em hả cô bác ở xóm viện giúp đỡ một chục ký gạo. Rồi mình bằng phụ thêm chứ đâu phải chờ cô bác mà anh em đã cho mình hoài phải không chú? Dạ. Thì gắng phụ thêm, mình có thêm số gạo cho con cháu ăn nữa.
chứ đâu phải mình ngồi đó mình chờ cô bác cho. Cho mình cũng mang ơn lắm mà, nhưng mình thấy cái tủi lòng mình đó. Yeah. Tại hoàn cảnh con cái nó như vậy rồi, bỏ lại mình nuôi lẽ bỏ con cháu giờ. Thì hoàn cảnh phải bắt buộc nuôi. Thì ông bà ăn cái gì, ông bà ăn thì ăn nấy với chào ông thật. À, cô ơi, cô giống như là cái ngày mà cô đến với chú á, là lúc đó là chú cũng trắng tay hay sao cô? Thì hai bàn tay trắng chứ không có, ngoài ra là không có đất ruộng, không có gì hết. Rồi hai chồng mà lo sống, rồi nuôi con, nuôi cháu. Ngày xưa như thế nào mà cô gặp chú vậy? Ngày xưa thì cũng đi mằn mướn, mằn thê gặp chứ. Chứ đâu có ai mằn mai, mằn mối gì đâu. Dạ. Hướng thì tôi hướng thì hai người đi mằn thì gặp nhau thương. Nhưng mà thí dụ như bên chú là không có đất đai đi, thì chẳng lẽ bên cô cũng không có sao? Không, cha mẹ cũng nghèo, anh em thì đông mà cha mẹ cũng nghèo, mà đâu có đất đai gì đâu. Mình cũng đi mằn mướn ăn không. Chàng ơi chàng, là cô với chú sống trong cái căn nhà này là bao nhiêu năm rồi? Là sống chung ra đây cũng hai mấy năm, cũng xin che nó đắt không chứ không có được chung bên đằng. Chàng ơi chàng, chưa thấy có xin che rồi, cái nóc thiết rồi dột lấy cái xu che bằng đêm mưa ướt củi ướt lò chứ. Là những cái che này là mình đi xin không hả chú? Dạ, người ta cho. Rồi con thấy làm bằng che nè, rồi ton thì hình như dột cái gì mà con thấy chú che cao su vậy? Dạ, dột. Dột bằng cái che cao su, chứ không che đêm nó nhiễu con khó ngủ. Là chú bằng che không à, chứ không có gì. Cái khi mà bằng, lâm, la, bằng che như vậy á chú, là con nghĩ chắc được chừng 5 năm, 6 năm là cùng chứ gì? Nó bền không chú, che này bền không? Nhiều khi che già hay bền, nhiều khi che non này nó mục, là nó mục cái là cũng như hư nguyên cái nhà chứ, cũng như cây hư cây chắc cũng như không. Là hồi đó giờ chú có làm lại chưa? Chứ cái này mới cắt đó thì cắt hư rồi, mới làm lại đó 2 năm nay rồi, cũng một ăn tầm lum luôn chú. Coi như là 2-3 xác rồi. Ừ, 2 xác mà xin cây che nè. Nhà che không? Nhà che không hiểu. Kìa còn ngâm chứ thủ cây nào yếu thủ, sóc lại nữa. Dạ. Chú thấy rõ ràng che không chứ không có gì. Cột thì cột không, cột dưới bằng che không phải, có nóng đá thì cũng đỡ. Dạ. Chú cho con hỏi thăm nè. Khi mà mình sống trong cái cảnh như vậy nè chú, là phải còn phải lo cho 8 đứa cháu mình đó. Dạ. Rồi chú có nghĩ về tương lai cho các cháu mình không? Giờ nó thiệt chú không biết nghĩ gì, giờ mình mằn mướn thay hoài không có tương lai sao mình nghĩ sao con cháu. Giờ mằn nào nên ngày nấy ngày còn sống thì mình nên lo cho con cháu một ngày nào, nên ngày nấy ngày mất rồi mấy con cháu đâu sống bằng cái nào nó mình không biết. Dạ đúng rồi, bữa nay con lại là con thấy là khá là hầm luôn, đổ mồ hôi hết luôn. Mà con không biết rằng cô chú như vậy mà chịu đựng 20 mấy năm, rồi kèm theo mấy đứa nhỏ làm như quen luôn nha. Quen chú à, quen chung, vậy giờ đi đâu giờ đây? Dạ. Biết con quen nha. Rồi bên gia đình mình chú nhờ giả người ta xin một miếng đất để mà ở đậu các nhà không được sao chú? Không được, người ở đây cũng có, nếu sinh ra thì làm giấy tờ rồi lắm chứ. À, ở đây hồi nào giờ ở đây ở với con cháu, ở đầu con cháu thôi, ở đây luôn chứ sao giờ. Nhưng mà nếu mà anh em của chú đâu? Anh em thì cũng nghèo, chứ đâu có đất đai gì đâu. Mướn y găng tôi chú. Mướn, mặn thê. Không ai có miếng đất nào hết. Đất nào. Không phải ai có đất đai. Có anh em gom vợ, còn không ai có, cha mẹ mất hết lâu rồi. Dạ. Thành ra không có ruộng đất, không có gì, thành ra mạnh ai mới sống à. Bên cô cũng vậy luôn hả cô? Dạ. Hai người đến với nhau coi như là ha. Đến với nhau cũng như là tay trắng, không có cái gì là hậu hữu của ông bà để lợi hết. Rồi chú làm ăn mà không khá như vậy đó, rồi cô phải sống khổ cực như vậy đó, rồi cô buồn không? Cũng chịu thôi chứ làm sao giờ, phải hoàn cảnh đưa đẩy mình vậy là mình chịu chứ. Có khi nào á chú mà chú tự bật khóc gì mà mình là một người đàn ông
mà lại không lo nổi cho con cháu cũng như là vợ con mình không chú? Nói chung ra con nghĩ là con buồn, con như đặc vụ con cháu mình mà như vợ con lo gì mình cũng mừng cho con cháu. Mà như buồn cho cái tụi con cháu mình còn nhỏ, nó cũng khờ dại đó, nó cũng chưa biết gì. Thì mình giờ ráng lo cho con cháu sống cái ngày nào nó nên ngay giờ nó có biết đâu chú. Ừ. Mình cho nó dùng gì dùng ấy, ăn rau rác nó không ăn chứ biết sao giờ. Dạ, dạ thưa chú, thì nói chung là ngày hôm nay á, mấy anh em con cũng được sự giới thiệu từ bà con láng giềng nè, bà con hàng xóm láng giềng đó chú, thì mới biết được hoàn cảnh của cô chú cùng với 8 đứa cháu nè. Thì con không biết rằng là với chú là chú có cái ước mơ gì không? Có thể nói lên cho con cùng với quý Mạnh Thường Quân cũng như là quý vị khán giả gần xa trong và ngoài nước được nghe và biết à? Cái ước mơ của chú á, chú có ước mơ về điều gì không chú? Trong chú thì chung ước mơ là có lo cho con cháu ăn no đủ ăn học được rồi, không có ước mơ gì. Sao cô chú đang sống trong một cái cảnh ngôi nhà như vậy nè, rồi không có đất đai nè, sao chú không dám mơ ước một ngôi nhà? Mơ ước căn nhà khi mơ ước được rồi mình sẽ khổ cho anh em chứ có gì. Chàng ơi, là lo cho cháu mình ăn học là được rồi hả? Thì lo con cháu ăn no, ăn học được rồi cũng mừng cho con cháu. Chứ cô với chú không cần nữa. Dạ. Chàng ơi. Không cần gì, lo cho con cháu được đầy đủ ăn học là mừng lắm. Dạ. Cô ơi. Dạ. Cô có thể cho mấy anh em con cùng với khán giả biết được ước mơ của cô không? Dạ, ước mơ của là để được một số vốn để nuôi con cháu thôi, chứ ngoài ra là không ước mơ gì hết. Chàng ơi, nói chung là ước mơ của hai ông bà là dành chọn cho 8 đứa cháu mình. Dạ. Chứ không có ước mơ cho hai ông bà. Không. Chàng ơi, chàng khổ thân không? 8 đứa cháu mình thôi. Ước mơ là có được. Cho nữa mà kính đáo và con cháu đối khắc đồng nghiệp nó thờ cho con cháu no bụng. Rồi ở gì cũng chịu nữa. Dạ, ở kính đáo được rồi. Dạ, yeah. Nhưng mà con thấy mỗi ngày mấy cháu nó mỗi một lớn đó. Rồi cái này có chút xíu rồi làm sao mà để nổi 8 đứa nhỏ? Thì từ mình tạo bự bự ra thêm một chút. Ừ. Mình măng thì mà có tiền thì mình cắt bự ra thêm một chút nữa. Rồi chủ đất ở đây cho cô cắt bự ra thêm không? Thì mình nói ra ngoài sông nè. Ừ, chủ đất là mình hỏi chủ đất rồi cho tôi nói ra thêm một chút gì đó. Chủ đất là cho cô với chú ở nhờ bao nhiêu năm? Thì ở hoài vậy, ở chừng nào hợp là có nghe nó 10 năm thì ở 10 năm đó mình xin nữa. Dạ. Còn nếu 10 năm đó không cho mình xin chỗ khác. Chàng ơi. Dạ, có nghĩa là chủ đất ở đây là cũng thương cho hoàn cảnh của cô với chú với mấy đứa cháu. Cho nên là cứ ở bao nhiêu lâu thì ở. Dạ, ở bao nhiêu lâu thì ở. Dạ, chừng nào không ở thì thôi, trả lại cho người ta. Dạ. Chàng ơi, chàng có ông chủ đất như vậy cũng quý quá ha. Hẹn 5 năm, 10 năm rồi mình cho ta cho hay, rồi không cho hay rồi nó ở đi. Thì ở đi mình ở nữa. Dạ. Cái nó có quy định trên chứ đâu phải mình ở đậu ở hoài. Dạ. Thật sự á, mấy anh em con rất là ngạc nhiên khi mà biết được cái ước mơ của cô chú á là chỉ dành chọn cho 8 đứa cháu của mình thôi. Dạ. Chứ ngoài ra cô chú không mong muốn gì hết. Dạ. Thật sự con cũng rất ngạc nhiên luôn á. Dạ. Chàng ơi. Mong muốn cho nó đủ, con cháu nó đủ mừng lắm. Chàng ơi, chàng. Một ước mơ, thưa quý vị khán giả, một ước mơ rất là đơn giản luôn. Chỉ cầu mong sao cho 8 đứa cháu của mình được ăn uống no đủ và được ăn học đến nơi đến chốn là ông, cô và chú là rất là mừng. Quý vị khán giả ơi, một ước mơ thật sự rất là đơn giản. Yeah. Dạ, thưa cô chú, thì ngày hôm nay á, mấy anh em con cũng đã ghé thăm gia đình và đã tìm hiểu về sự thật câu chuyện của gia đình và biết được là gia đình cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thì trong ngày hôm nay á, mấy anh em con có giữ phần duyên của chị Mai là một quý Mạnh Thường Quân á cô chú. Thì con xin trích quỹ của chị Mai ra là 500.000, xin gửi tặng cho cô chú
con cũng hy vọng gần với 500 ngàn này nè, có thể giúp cô chú là mua gạo cũng như là mua đồ ăn cho các cháu nha. Dạ, được rồi, con trai cầm tiền nha, đưa cho ông nội giùm chú nha. Dạ rồi. Cảm ơn chú. Dạ, thôi thì con nguyện cầu chúc cho cô chú sẽ có duyên với Quý Mạnh Thường Quân và nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa nha. Dạ, dạ, đến đây mấy anh em con xin chào cô chú nha. Dạ, dạ, thưa vị khán giả, thưa Quý Mạnh Thường Quân, đến đây thì Ngôn cùng với Thanh Trúc xin gửi lời chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở một video kế tiếp ạ.